Ồ, cái vườn lan, cái vườn lan. Hôm thi đi tiếp khám phá cái vườn của nhà anh Tú hôm bữa trước. Cái vườn này thật sự hiện giờ đang cho thuê rồi. Này lên tới thật sự cái phần mà nếu mà thuê hết luôn là lên tới khoảng 120 triệu là các bạn, chứ không phải là ít. Bữa mình nói qua có 30 triệu. Mình tính thuê ít, thuê có một phần, thuê một phần là 30, nhưng mà thuê hết lên tới 120 lận. Ồ, có cái ớt này đã quá vậy ta. Ồ, cái ớt này sai dữ vậy ha, ăn cho hết, Nó rụng hột và để luôn rồi mà nó rụng mọc hột xuống rồi lại nó mọc lên đó hả, dạ. Nên chỗ này để nó là tự nhiên mà nó lên thấy ngon hả. dạ. Trời ơi, có dây mướp đang trồng nữa đó, nó leo cây măng à. ồ, lên cây măng luôn hả? Làm cây măng này nó bị ấy rồi, cây măng nó hết sung rồi phải không, cho Nó mấy dây bị mướp rợp á. à, không nó rợp quá. Ồ, cái này bên đây nó rụng hột xuống phải không. Ồ, cái mướp này, cái ớt này Đó, có bên kia có cái ớt xanh nữa, ớt hiểm á. cái vườn nhà anh, cái bữa anh Dũng em nói đó là cái hệ sinh thái nó rất là tốt, sinh thái tốt đó. Cho nên là cây mà nó xuống là cái nó lên lại. Em quay cái hàng kiểm tí hon á. Cũng chăm chút cái vườn mình kia. Cái này là hột rớt xuống chứ đâu có trồng mà gần như vậy đúng không? Ở đây mà nhìn thấy nè, ở đây nhìn thấy hai cây măng này nó liền với nhau, nó rợp quá trời luôn, vì nó gần với nhau, nó rợp Ở cho nên nó đây sẽ đó không mình khó bươn phát. cây á, rồi mình bươn ra mình trồng từ từ rồi nó rợp quá nó không phát cái cây nổi, chứ mà trồng chắc là mọi người không có trồng đúng ấy dữ rồi, vậy mình ta. trồng khoảng cách khoảng 7 tới 10 mét là vừa. Cái À. này mình ươn rồi mình bứng ra, rồi nó còn sót lại mình để luôn. Đó. Ồ, măng chín rồi, măng chín quá trời này. Măng chín rồi, măng chín nhiều lắm á. Người ta đang hái là Mình bớt rồi hái từ nè. sáng giờ đó. Hái sáng giờ hả? Đúng rồi. Măng này gì, cái vườn này hái dễ bị sót lắm nè. Này tôi có nuôi cá nữa nè. Tiểu cảnh, mọi người thấy tiểu cảnh đẹp không? Cái này chắc buổi sáng trưa sẽ đẹp hơn nữa, là ánh sáng đầy đủ. Cái này không biết anh quay cận cảnh nó có thấy rõ không trời. Máy này điện thoại này, nó sẽ không bằng Là mấy con à. cá này nó nhỏ xíu à. Đẹp Nuôi nuôi vậy nó cũng tiện hơn là nuôi trong cái ao. không, dễ chăm Vì sóc trên đúng cái này không có cần oxy mà nó vẫn sống là thầy. không? Để vậy đó mà không hay nước luôn nha. Nhưng mà nó chịu quá. Đó, để tự nhiên mấy năm rồi nó vẫn Đây vẫn này, phát triển bình thường á. mọi người thấy Hình đẹp như ghê. mấy cái cây rong nó lọc nước á. Gái Nước đang nó trong xuống veo luôn á, không có bị nè đục luôn. ha. Cứ thả tùm lum vô đó, mà nếu mai mốt mà nó đẻ ra nữa đó, cái mình nhân nó ra. Đẹp quá, thấy đơn giản nhưng mà đúng rồi, những cái tiểu cảnh như này rất là đẹp này. Tiểu cảnh Tự mà nhiên cá nó tung tăng nhìn thấy đã mọi người. thấy rõ không, thấy rõ Rõ, ánh không? Toàn sáng ở đây, cá đục ánh cái sáng ở nhỏ đây nó thôi. vẫn vẫn còn, ánh sáng ở đây nó vẫn còn lái vô đủ nè. Tôi định thử nuôi cá coi thử xem sao mà nghe nó khó lắm. Khó hơn, kỹ hơn. Khó. Đẹp quá ha. Phía bên này có dây mình phơi nữa để cho nó leo tự nhiên luôn đó. Ánh sáng đủ, còn đủ. Đó, đó bên đó mình phơi á. Đi hướng này được không ta? Được được đi chứ, cái anh quay cho là Quay lại. quay quay Cây 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 còn sung dữ lắm, mấy cây cây rất là sung. Nhìn thấy cái độ mà xanh nè. Xanh là cây nó phát triển tốt nè. Lan. này nó là Lan. cơ Mọi người thấy vườn lan đâu chăm sóc nhiều đâu, đúng rồi, này để tự nhiên mà à, chủ không yếu là không mưa. không chăm sóc nhiều, nhưng mà do cái hệ sinh thái tốt, độ ẩm nó tốt, cho nên cái hệ cây nó mới phát triển tốt như vậy. Có cái lan đèn chỗ mới trên đây mới hé nụ. Nha, mọi người, cây mấy cái đây là cái gì ta, cây này Cây bạc là hà, bạc hà hay là đó môn, mình để vậy nó nhảy ra, nó nhảy cái đó bạc hà lên hay luôn môn nè, bạc hà hả. hả? Nó Đã rập rập vậy đó. Cây nó sung, nó phát triển tốt ha. Vườn cái này xanh, á. độ ẩm tốt, phải nói là rất tốt. Hình như nó cũng đất đây nó ẩm ướt á cho nên nó chịu, có nhiều chỗ thì nó khô quá. Đã thấy cây nó lên xanh không? Nhìn cái mấy cây bạc hà lên nè, đã không?
Thấy đơn giản rồi thôi, đâu có cần nhiều đó, đâu. Dây mùng tơi nó cũng bò lên mà cái này nó tàn rồi đó. Mới đó mình phải trồng lại cây mới cho nó lên nữa. Rất là xanh. Cái nhà vệ sinh hả? Ở đó ngay cái kho. Kho à? Xây kho. Có một kho riêng luôn. Kho để đồ. Đó. Qua bên kia luôn phải không? Vậy mình đi vòng ra đây là mình đi. Giờ mình cái đường này đi sẽ không được đi xa nhiều cho nên view sẽ quay qua đây ha. Đó, thì quay qua đây để khám phá thêm. Đây có cũng có cây chung đủ mà tự mặt. Thấy luôn có sợ nó lật á. À. Nó cũng sai trái rồi đó. Xe đi, mình đi ra ăn sao bớt. Nó lan suốt sự trồng á. Mà để tự nhiên luôn, không có bỏ phân luôn á nha. Ờ à. Lan là một cái khó trồng á. Người chăm kỹ quá, không có ngon. Giống như trong rừng rú vậy. Bữa nay là lan chỗ nhiều rồi, được rồi, anh Thi đi chưa thấy lan nè. Bữa nay lan nhiều lắm anh Thi. Bữa nay lan nhiều hả? Nè, anh quay qua phía bên này nè. Nè, qua cái ao á, đó. À. Bữa nay lan này, lan mình bữa mình thấy giống người lan Thái à, trồng trên ống nước nhựa nè, hay là cái giống này cao á. Bữa nay đó nó mới trổ đó. À. Nay nó mới trổ lên là nhiều hơn à. Anh mà cái này mà sửa sang cái đầu tư nhiều nữa là chắc đẹp nữa. Mình trồng thêm á, mình à, trồng với lại dâm với lại nhưng mà sắp xếp lại á. Đúng rồi, sắp xếp lại thì cái bố cục nó sẽ đẹp hơn nhiều. Cái này có đám rau giáp nó mọc tự nhiên nè. Đúng rồi, đã quá. Rất là đẹp luôn. À, qua bên đây rồi. Cái cây này cây gì mà bữa trước có người chỉ với mình không quên. Cây ngũ sắc. Đây nè, cái đây nè. Cây bông ngũ sắc. À, đây cũng rau bông nhiều quá ha. Đây rau bông nhiều đẹp quá. Ồ, nay trái chín ta hái thu hoạch quá trời. Nhiều hơn bên đây thoáng à. Mà tháng mương, ủa bên đây đang rút mương sao mương ít nước rồi ta? Mình cho nó cạn luôn mà để cho lượm măng á. À, để cho nó cạn cho lượm măng không? Giờ phải vô lại hả? Với lại nước mưa lúc này đủ thôi. Có mưa cho nên là đủ ẩm. Có lavanda nè anh thầy. Lavanda nè. Ồ. Lavanda. Đâu đi sâu ra làm sao thử coi. Cái này chịu khó phân chuồng với bắt cái sơ dừa là nhiều quá ha anh. Những cái đó dừa mấy cái này lên đây anh bỏ về là thật sự rất là tốt. Này không, làm không, không phân luôn thì đúng rồi, làm phân luôn á, làm phân có cây đu đủ anh thấy cây đu đủ chắc giống cây hồi nãy hả? Dạ chắc giống cây ngay cho cái hồ luôn đúng không? Đúng rồi, cùng thứ ra cùng một giống nè. Cũng là trái dài mà đu cũng dày quá hả? Sai lắm mà nó bây giờ nó nhưng mà nó chịu lắm nha, đu đủ là cái giống mà nó không có chịu ống thủy, bây nó giờ chịu ráo nước. Bây giờ tìm cái loại đu đủ lùn lùn á để trồng cho nó đừng có bị lập. Loại nó cao mà bị mưa. Cái bên là cái mương nè, cái cây này nè, cái cây đu đủ này mọc cái bên mương nè, qua cái cây đu đủ là cái mương cho nên nó rất là thích hợp là vì khi nước nó xuống đúng, là đúng. nó sẽ rút xuống với cái mương cho nên nó sẽ làm cái đất nó ráo và cây đu đủ rất thích hợp như vậy. Nếu mà anh để cái đất mà nó úng thủy đó, tức là nó bị ngậm nước á, ngập nước á, thì cây đu đủ nó sẽ bị chết liền. Yeah. Nó không có chịu. À, chứ không phải là và nó không phải ai trồng địa điểm đó. Nó không có chỗ nào trồng cũng được, là có người trồng hoài không ra trái. Cây bên này chắc là hái bớt rồi đúng không? Bữa thấy sai quá trời. Nhớ đầu dưới á. Trà là cho thuê luôn hả? Cái cho thuê trà không? Không, trà thì tới lứa thì mình cắt. Người ta tới cắt mấy người ở bên Thủ Đức á. Ồ vậy hả? Ở Tam Bình Thủ Đức hồi qua. À. Mình bán cái ký hả? Bán cái ký. Năm cắt cũng được 3 đợt. Cái này không bán không được hả? Ở Bình Dương người bán không được hả? Bình Dương hình như có ít cũng có tiêu thụ nhưng mà chủ yếu là mấy người Bắc á. Tiêu thụ mạnh hơn mình. Mấy cây măng da, mấy cây măng cây lớn này đã quá. Để họ leo họ hái hay sao ta? Cái này lấy con móc dịch tới mà. Họ lấy con móc họ dịch hết luôn hả? Đứng dưới đó dịch tới. Đang ngược sáng rồi. Ngược sáng là khó thấy. Trái đứng như giờ. Ồ vậy là cái mùa này còn đang thu quá hả ta? Ô con ốc sên nè.
Con này là con này sẵn leo lên ốc hương. Ốc hương sao ốc hương được? Ốc hương á nó màu trắng trắng á. Không không phải đâu. Ốc sên đó. Không phải ốc sên nhưng mà con này con nó leo sao nó leo lên đây hay được người ta? Lắm á anh. Sao con này leo đây được hay vậy? Nó bò tự thân lên. Oh man. Nó bò bao lâu mà nó giờ nó rớt xuống tới đúng cái chỗ rồi, cái lá nó này. Chậm mà nó bò nó tới đây luôn. Ồ má ơi. Tôi cũng bó tay luôn. Cái con này nó mà ra tới cái lá này tôi không biết là cái cây này khi nào lên đây coi này. Mọi người coi cái cây nó to rồi nè, bằng ốc sên này nó ra tới khúc ngoài này luôn. Quá đỉnh luôn. Quá đỉnh luôn cây đây nè, nó bò sao mà ra tới cái chỗ đó không biết nữa. Một phát hiện mà không phải dễ dàng gì. Đó. Chụp mấy xác lát luôn cả. Trời mù rồi. Ở đây có ổ mối, có con trộm chưa vô sẵn à. Con gì vô đó? Con trộm á. Con trộm hả? Đang vô đó. Đang nuôi nó hả? Không có, nó trồng trồng hoang á, nó chưa vô là nó làm cái ổ cổng. Ổ mà sao không bắt? Nó đào cái hang ở dưới luôn á. Nhưng mà ổ mối đó dễ có rắn không ăn lắm. Ờ nhiều khi dễ, rắn nữa đó. Có rắn không biết được đâu thôi vô. Thấy đừng. Có dấu cào 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 á. Ờ à, nè, mình thấy có dấu cái ổ mối đằng xa kia mình không dám vô. Mình... Không mà giờ này chắc nó trốn dưới rồi. Đúng. Giờ này trời sắp tối. Sắp mưa rồi. Mù 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 xuống mặt trời xuống. Ồ anh cái này anh mới rải luôn đúng không? Đúng rồi. Mới rải tiếp nữa hả? Dạ. Đi đường này được không? Dạ đúng rồi. Ồ, xiên rải quá người ta. Anh rải kính cái này nó giữ độ ẩm nè. Đi, đi cho nó sạch nữa. Ừ. Ừ. Tôi định làm cái chủ nhà xiên nè. Tôi chủ vườn xiên giờ đó. À. Tôi trồng hai cái rảnh vậy nè, cho nó lên bây giờ đang dâm rồi. Thấy xiên ghê không? Nãy giờ quay trên không giờ cũng quay dưới nè. Coi là chủ nhà xiên, chủ vườn xiên không? Vườn rộng cả hecta luôn mà cả mẫu mấy mẫu ở đây mà người ta còn tràn rải ba cái sợi dừa xuống đây cho nó giữ ẩm nè. Xiên thiệt chứ. Bài ra thôi chứ. Thì không biết là khúc ở đây gần ổng xiên hay là khứ sao nè ổng xiên không biết. Ừ sao không có. Cây trà mấy trăm năm tuổi nè. Bữa chiếu cho mọi người coi, bữa quay cho mọi người xem. Gần trăm năm thôi à. Ra bên đây cây. Tôi chôm hôm rồi quá trời luôn. Hái cũng mấy đợt rồi đó, bữa nay nó vơi vơi rồi đó anh. Măng hôm nay nó cũng còn được vơi hết rồi. Nó thu chưa hết rồi. Hái từ chắc. Sáng giờ á, bây giờ còn chút xanh đó. Xanh nhưng mà cũng còn nhiều rồi. À. Cái này công hái cũng phê lắm á ta. Thì hái cũng phải liên tục cả tháng nữa. Thiệt chứ. Trong ngày hái. Bữa nay có vườn hoa kìa. Đó tôi phải thử nghiệm đó. Hôm rồi tôi định ương hộp cho nó lên. Cái này nhảy qua hả? Ương hộp này nó lên rồi. Cái này nhảy qua. Nè chùm chùm này có lùm này trái quá trời luôn. Không quay gần gần nó bữa nay bữa hổm nó xanh, bữa nay nó ra màu đỏ rồi đó. Ồ trông trơn quá trời luôn nè. Mọi người thấy đã không? Nhảy quá. Ôi sát trái luôn đẹp lắm á. Đây nè. Mình lại chưa chín đỏ rực nè ha. Cái này là cho thuê luôn hả? Dạ. Là người ta hái luôn đúng không? Mình không hái đúng không? Đó. Ừ, trời ơi. Đây là chim châm nhãn hả? Này chim châm thái nè. Châm thái nè. Trời, chín đâu có đỏ màu, nó không có đỏ rực như chim châm kia nhưng mà cỡ này là ăn được nào thơm nè. Hấp dẫn rồi, đúng không? À, cỡ này đó. Đã không? Vừa này đó đã hai bớt rồi đó. Cây gì cũng có. Đó. Đã quá. Đi chu gì? Ồ bữa bên kia kìa, trái đã kìa chưa? Dạ, chút nữa chỉ anh kia bữa kia kìa. Cái trái này nó cũng này hái, bên này hái quá trời luôn mà vẫn còn ha. Mọi người thôi phải nhảy qua lại cái bờ mương xíu nha. Ê chà. Ai nè, hồi nãy đứng bên kia đứng qua đây nhìn thấy nè. Trời ơi, măng mà cây này trái đã quá luôn nè. Cái này mà nếu có trái chín nó đẹp lắm. Ờ, tại, qua đó chín chín thì khách cái này ta mới hái rồi, người ta hái rồi nè. Người thuê vườn người ta hái rồi. Cho nên là quá trời trên này. Quá chừng luôn nè. Nha. Cái này nó tơ, mình còn quay dễ chứ gặp mấy cây cao là không. Cao khỏi quay, luôn. Khỏi quay luôn, cao quá đâu, thôi. Đâu có quay nổi đâu. Gió tay tới. Đúng rồi, gió tay tới. Không là bó tay luôn. Đó. Trời cây này nó tơ trái sai ghê luôn mà. Cây nước cạn mà cái này cái gì vậy ta? Cây thông. Cây thông hả? Dạ. Cây thông gì lạ quá vậy?
rong bình thường thôi, bỏ trong hồ cá được á. Mà nó có bông rong mà chưa có nước, chưa có nước vô nhìn nó đẹp lắm. Cũng ngộ ha, chúng y là cái cây gì chứ không phải cây rong. Không, cây rong á, cây rong. Mà thường thường nó phải có cái cành đúng không? Không, nó có, nhưng mà để nó ngã xuống hết rồi thì nó có đoạn này là cái đoạn mà nó lấy oxy nè, cái đoạn dính nước nè. Nhưng mà cái này nằm nếu mà có nước trên thì nó nhìn cái nó đẹp. Cái này nó lên giống như là cái cây vậy chứ không phải cái cành rong. Nếu mà nhìn kỹ nó nhìn nó tiểu cảnh nó rất là đẹp nha. Cái này nếu mà thả trên hồ cắt đoạn nó sẽ rất là đẹp. Bên này giờ đi qua bên này được không? Đi thẳng qua đây không? Giờ đi qua hướng này đúng không? Đây bụng ngó. Nhưng mà đi hướng này hả? Giờ đi hướng này được. Anh đi hướng đó được. Vậy thì nhảy qua lại nha. Ôi da. Này ông cũng xiên trồng chứ. Ăn rồi ông thả mấy cái hột bông này. Dạ. Tại chưa lấy hột được, để lấy hột rồi mình gieo thêm. Mai mốt là nó ra được rỡ luôn. Qua nay có đi nữa đi được không? Hay là đi dòng xuống đây được nè, anh phải chùm chơm này giờ chắc rõ lắm nè, nhìn thấy rõ không? Thấy đủ sáng không? Cây này nhỏ mà thấy chùm chơm dữ người ta, cây này nhỏ mà thấy nó trái dữ người ta. Ồ, chín quá trời, con già nó chín quá trời. Nói đã à. Chùm qua bên đây. Hôm rồi nó còn nhìn sao? Ghiền quá. Bữa nay nó chín hết rồi. Nhìn thấy mê. Rất là dễ trồng, không có gì khó hết. Ôi vậy hả, chùm chùm như này dễ trồng lắm nè. Bên đây nữa nè. Quá trời luôn. Nha, mọi người thấy quá trời không? Đó. Quá trời. Nhìn thấy mê rồi. Cái này hái xong là nó hết á. Nó đâu nó ra rồi, hỡi đâu ra đi nó. Đúng rồi. Chín một lượt là mình hái là hết luôn. Nếu mình đi chập thời điểm thì mình không thấy được cái chín. Còn bên kia nữa nè. Cái chừng này nè. Quay sáng á. Còn qua đây cái này chín quá trời. Còn cái này cái vùng Đồng Nai cũng dữ lắm, cái này vùng Đồng Nai trồng chôm chôm này cũng nhiều lắm nè. Dạ, nổi tiếng mà. Mình ở đây cũng là chứng không bằng người ta đâu. Cái này là phụ thôi. Đúng rồi, cái này là chỉ lẻ chen thôi, mình là dân xứ măng nhưng mà cái này là lẻ phụ thôi. Cái còn không bằng bên đó Đồng Nai. Nó sát đất luôn đó. Cũng khiếp. Mình là nguồn xanh. Đúng rồi, nó xà xuống cái vườn hoa của ổng nè. Này là tự nhiên chứ không phải vườn. Này ổng quăng hoa, ổng quăng vô đây cái nó mọc lên về nè, ổng quăng hột lên. Đó. Trời bữa trưa anh đi bướm nhiều lắm. Cái này bướm mà ổng bướm nhiều mới chuyện lạ. Thấy đẹp không? Người nhìn thấy đẹp ha. Cây lên đủ màu sắc. Nó có nhiều màu. Có ông nào mà xiên mà trong cái vườn măng mà thả bông ra như vậy. Cái này là bó tay rồi. Thôi giờ nắng lên tốt. Về thì đây buổi chiều rồi cho nên là nó ánh sáng nó cũng hơi thiếu một chút. Mọi người xem thông cảm nha. Có trên màn chín. Xa. Á. Đúng rồi. Tại hai cái người sót. Này mà hái không sót có chuyện lạ. Giờ sao tiếp. đi bên kia, đi hướng đây hả? Dạ. Giờ thì nhảy qua đường mương lại nha. Cái đường này đó, phải đi về mình đi theo con đường đây nè ha. Giờ dạ. Mình đi theo con đường này mình đi tiếp nữa. Nó bị dướng cây trà rồi, đây qua đây. Đó có mấy cái mít đó anh. Bên đây cái mít. Mít giờ mình đi đường bên trái hả, băng qua đây. Mình băng qua đó cũng được anh nhỉ. Băng qua đây hả? Băng qua hướng qua này hả? Giờ là mọi người thấy không? Bây giờ đây là con kênh rồi nè. Đây, đây,